Vâng, Khách Nhân TV xin chào anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn có một ngày vui vẻ, năm mới sức khỏe, tiền vô ti tỷ và tiền ra di dỉ. Happy New Year. Vâng, đây là cây dâu chơi Tết anh chị ạ. Vâng, làm cả năm đấy ạ. Làm cả năm thì trong vườn thì được một cái chậu dâu cũng gọi là tạm giảm sinh anh chị ha. Đấy, quay gửi đến anh chị và bạn, chia sẻ đến anh chị và bạn một chậu dâu, rồi là dâu Nhật Hana chị nhá. Nó được chừng này trái và kết quả đây. Và để chơi Tết anh chị. Và năm mới không biết thì nhà anh chị và các bạn có dâu gì. Nhà Khánh Hân TV thì có một cây dâu để chơi Tết anh chị. Vâng. Quả rất là đẹp. Đây quả dâu Mỹ Đã, dâu Nhật Hana đấy ạ. Quả rất là chín anh chị nhá. Và rất là may, năm nay thì năm Tý mà. Nhưng mà năm Tý thì dâu thì bị chuột ăn hết. Nhưng mà đối là cũng phải chăng thì cũng là cái điều may mắn thôi chị. Bởi vì là cái năm Tý thì nếu mà nói đến con chuột thì thật ra thì nếu như mà ở những cái chỗ mà không có gì hết đúng không chị? Nếu cái chỗ mà gọi là khô cằn sỏi đá thì chuột nó cũng chẳng đến làm gì. Mà vẫn tập trung đến những cái chỗ mà có nhiều dâu đó chị. Vậy có nghĩa là có dâu chín, có dâu thơm, có nghĩa là có một cái niềm vui thì nó mới đến đúng không? Nó đến tất nhiên là nó ăn thì nó ăn của mình thôi, nhưng mà dẫu sao thì nó cũng thể hiện một cái sự gọi là nó ấm sung túc. Tức là phải có của ăn của để thì nó mới mới đến nó mới ăn. Thì đấy là cái đầu năm một cái đầu năm con chuột. Nói chuyện về dâu tây rồi là tiện thế nói chuyện về chuột một chút, chia sẻ cùng với anh chị và các bạn nhé, cho nó vui ha. Thì đã một năm anh chị ạ, rất nhiều những cây dâu và chỉ chọn ra một cây để chơi đẹp đẹp và quả nó như thế này thôi anh chị nhá. Một cây dâu Nhật Hana, dâu này thì nó rất là ngọt và anh chị phải nên biết rằng là nhà Khánh Hân TV trồng dâu thì không có trồng bằng các loại phân anh chị, cho nên nó nhìn nó vẫn thấp thấp, nhìn nó không được cao tốt đâu anh chị. Đấy, nhưng mà dâu Nhật Hana thì nó sẽ có cái chùm quả và nó xóa đều như thế này, rất là đẹp anh chị ha. Đấy, thì một cái cây dâu để chơi Tết thể hiện cái sự no ấm sung túc. Chỉ là chơi thôi anh chị, và cũng làm cái niềm vui thôi, nhưng mà cũng rất là tuyệt vời. Và Khánh Hân TV một lần nữa thì chúc quý vị, những anh chị và các bạn luôn ủng hộ kênh và theo dõi Khánh Hân TV. Và Nam cũng biết là anh chị và các bạn theo dõi Khách Hàng TV thì là cũng những anh chị rất đam mê và yêu thích trồng dâu tây đấy anh chị. Vâng, chúng ta có một niềm đam mê riêng. Vâng, thì cái đấy thì cũng là một cái rất là vui. Dâu thì như anh chị biết rồi, nó là một cái loại quả rất là cao cấp, và nếu mà chúng ta trồng được chậu mà chơi nữa thì cũng rất là tuyệt vời anh chị nhá. Và một cái điều đặc biệt đó là dâu thì nó rất dễ trồng thôi, nhưng mà một chút chúng ta phải chăm nó một chút. Có nghĩa là cái dâu này, dâu theo như Nam biết thì cái dâu Nhật Hana anh chị nó rất là nhiều trái, nhưng phải có một cái loại phân tức là gọi là vi lượng anh chị nhé, thì nó đảm bảo chất dinh dưỡng thì cái hoa quả nó đậu và nó ra mới nhiều. Còn như Khách Nhân TV trồng thì chỉ là trồng hữu cơ, trồng theo kiểu là đam mê và niềm vui thôi, chúng chăm sóc nó chưa được tốt lắm, cho nên cái quả nó chỉ được như thế này thôi. Nên anh chị nếu như mà mình chúng ta mà đam mê nữa thì hơn nữa thì chúng ta tìm thêm một cái cách nhá để trồng cho nó ra hoa. Đấy, anh chị thấy thì một cây dâu Nhật Hana nó như thế này cũng rất là đẹp rồi ha. Đấy, thì Tết thì vậy thôi, một chút mai đào quất rồi có mặc cả một chút dâu tây thì cũng rất là tuyệt. Đấy, thì một lần nữa thì xin chúc anh chị các bạn là sức khỏe, luôn gặp nhiều may mắn ở một cái đầu năm mới ha, và gia đình luôn hạnh phúc. Và đừng quên comment cho biết ý kiến của anh chị ở bên dưới video, và đặc biệt thì đừng quên là đăng ký để ủng hộ Khánh Hân TV. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video clip tiếp theo nhé.